bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Danh Đấng Christ là Chúa của các Chúa. Không gì cao quý sánh hơn danh vinh hiển của Ngài. Ngài là Đấng vượt trên mọi quyền lực, mọi sự khôn ngoan hay chân lý của loài người thế gian. Mùa Giáng sinh là lúc để chúng ta lớn tiếng ca ngợi danh cao trọng cả thể của Cứu Chúa Giêsu. Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Samuel Rodriguez qua chủ đề Danh Đấng Christ, Chúa của các Chúa. Một trong những danh xưng của Chúa Giêsu được chép trong Kinh Thánh là Chúa của các Chúa. Chúng sẽ giao chiến với chiên con và chiên con sẽ chiến thắng chúng. Vì chiên con là vua của các vua, Chúa của các Chúa, và những người ở với Ngài, tức là những người được kêu gọi, được tuyển chọn và trung tín cũng sẽ chiến thắng. Khải Huyền chương 17 câu 14. Ngài là Chúa của các Chúa và là vua của các vua. Điều này có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống hiện tại của chúng ta? Chúng ta đang sống trong một thế giới ngập tràn những quan điểm đạo đức sai lệch, thái độ thờ ơ tâm linh, suy đồi văn hóa, giáo hội nguội lạnh. Chúng ta sống trong một thế giới với vô số hệ tư tưởng và cấu trúc xã hội, khi người ta cố gắng nắm quyền thống trị gia đình mình và cai trị cả thế hệ tiếp theo. Nhưng tin lành là đây, có một Chúa trên mọi Chúa khác, có một vị vua cao hơn muôn vua khác, có một chân lý vượt hơn bất cứ mọi triết học hay hệ tư tưởng nào. Chúa Giêsu là Chúa trên muôn Chúa. Ngài là vua trên muôn vua. Vào ngày cuối cùng, trước mặt Chúa của các Chúa, Ngài sẽ cai trị trên tất cả mọi người và mọi vật. Không có một phán quyết nào của tòa án tối cao, hay sắc lệnh hành pháp, hay sáng kiến lập pháp, hay một chiến dịch truyền thông xã hội nào có thể trút ngôi Chúa của các Chúa, vua của các vua. Đó là lời hứa của Phúc Âm. Vậy nên, đừng để lòng bạn bối rối, bởi vì chúng ta phục vụ Chúa của các Chúa và vua của các vua, và chúng ta biết chắc chắn rằng điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Con ca ngợi danh Chúa Giêsu là Chúa trên muôn Chúa, Đấng nắm giữ quyền năng cai trị cả thể trên muôn loài vạn vật, mọi nước, mọi dân trên thế gian này. Con cảm ơn Ngài vì con được sống và phục vụ Đấng nắm giữ vị trí cao nhất trên cả vũ trụ, cũng là Đấng hằng yêu thương và hy sinh chính Ngài vì con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, với sức mạnh của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và năng quyền của Đức Thánh Linh, hãy làm cho mùa Giáng sinh này trở thành thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn. Hãy hiệp nhất và cùng nhau thay đổi thế giới này bằng thông điệp Giáng sinh, rằng Chúa của muôn Chúa đến thế gian vì con người và muốn có mối liên hệ với con người. Sẽ không có thế lực nào đủ lớn để ngăn trở năng quyền của Ngài. Điều chúng ta cần làm là mạnh dạn ra đi và rao báo tin lành của Ngài. Một đêm xưa ấy nơi hang Bethlehem trong chuồng chiên, vua nơi dân cao nay Giáng sinh trong trần thế. Kìa vua Giêsu Giáng sinh, sinh ra trong thân trẻ thơ vô tội, cũng vì Ngài quá yêu ta, quỳ lên muôn gối hơi một loài màu màu chúc tôi. Vua Giêsu Giáng sinh, hoài thai trong Thánh Linh xanh bởi Mary đồng trinh, khiêm nhường kìa vua ra đời, là vua nơi dân cao nay Giáng sinh trong trần thế. Kìa vua Giêsu Giáng sinh, vua nơi đến trong nhân loại,
Một đêm xưa ấy nơi hang Bethlehem trong chuồng chiên, ai ngờ một vua ra đời là vua nơi dân cao nay Giáng sinh trong trần thế. Kìa vua Giê-xu Giáng sinh ra trong thân trẻ thơ vô tội. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày. Tin rằng lời Chúa không chỉ đem đến sự an ủi trong những lúc sờn lòng, nhưng còn mang lại những sự thay đổi trên đời sống của chúng ta để trở nên giống Chúa càng hơn. Trong niềm tin đó, ban biên tập chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày sẽ tiếp tục cậy ơn Chúa để thực hiện chương trình một cách tốt nhất, cùng với sự đồng hành của quý vị qua việc cầu thay, góp ý, dâng hiến. Mọi góp phần, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua email chia sẻ amoconeway.vn hoặc số điện thoại 0896164199. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn quý vị đã luôn là những người bạn đồng hành cùng chương trình. Rất mong gặp lại quý vị trong chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày ngày mai. Chúc quý vị một ngày mới phước hạnh